Hôm nay mình nấu xôi lạp xưởng với lại chả lụa bằng nồi cơm điện. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Xin mời quý vị cùng vào bếp với mình nhé. Đây, đây cái nồi cơm điện của mình chỉ là cái nồi regular, nồi thường mà thôi, nấu ra rất là ngon. Đây mình nấu một đôi nó có 2 cup, mình nấu 2 cup. Nè, mình đi rửa cho nó nếp cho nó sạch, rửa 3 bông nước rồi rửa cho nó sạch, sau đó mình bỏ và bắt đầu mình add vào đây nửa cup nước dừa. Như một lon mình chia ra làm đôi, một lon mình chia làm đôi, mình nấu chỉ có một cup. Mình đo khoảng 1 cup lưng nước dừa với lại 2 cup nước lạnh, 2 cup cũng 2 cup nước lạnh lưng thôi, đừng có đầy quá, vậy nó không bị nhão. Rồi bỏ lại 1 teaspoon muối, rồi rau mình quậy đều lên. Thì bây giờ mình đi ghim điện vào cái nồi cơm để mình bấm nút rice cooker. Nó bấm vào cái rice cooker sau đó mình đợi nó cho lúc nào nó chín. Khang rồi. Hỏi anh Khang đi xuống bố không? Ủa đẹp rồi, đẹp rồi, mình thấy chín rồi. Đây mình cắt ra đây. Nhìn thấy cái màu rất là đẹp. Nó đỏ mà nó môi, nó không bị khô. Nhìn thấy nha, rất là hấp dẫn. Rồi chả lụa thì mình tùy thích, mình muốn sắc sao sắc. Nhiều người thì ăn nhỏ lớn tùy theo quý vị, nhưng mình thấy ăn nhỏ nhỏ vậy nè. Đó, mình bỏ vào cái dĩa và để một tí hành phi lên, rất là ngon. Ngon như là cái xôi này, ngon giống cái xôi mình hấp luôn á, nhưng mà hấp cái nồi hơi cầu kỳ, hơi lu bu. Mình thích cái nồi cơm điện nấu giống nồi cơm vậy đó.